Ôi Phượng á, dạo này trông xinh hơn nha Phượng nha. Bí quyết gì nè? Bây giờ á Phượng ơi, rõ ràng là bây giờ là gặp xong một thời gian ngắn thôi mà xinh hơn nè, chắc cũng vài tháng rồi xinh hơn nè ha. Phượng 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 vào uống wellness đúng không? Thế Phượng chia sẻ một chút thôi, là Phượng uống được bao lâu rồi mà Phượng bị những cái gì? Trước kia là Phượng nói là Phượng bị suy tuyến giáp hay cái gì đó, là tình trạng sức khỏe như nào mà bây giờ thấy xinh hơn hẳn luôn. Tại vì nhiều người bị suy tuyến giáp á, thì Phượng với cái câu chuyện thật của mình nhé, Phượng chia sẻ đi sẽ giúp được nhiều người đó. Vâng, cảm ơn cô đã hỏi ạ. Chào mọi người, em tên là Phượng, em 28 tuổi và hiện tại em đang sống ở huyện Đông Hòa của tỉnh Ninh Bình. Thì em lúc trước rất là nhiều bệnh trong người, sau khi mà được biết đến cái dòng sản phẩm Wellness đó, thì sức khỏe của em với cả cái vẻ bề ngoài của em nó thay đổi như bây giờ. Thì em có xin chia sẻ với mọi người một chút, đó là em bị cũng khá là nhiều bệnh và cũng bị khá là lâu rồi. Nó to thì gì vậy? Em bị suy tuyến giáp này, Suy tuyến rồi giáp bị rối loạn tiền đình. đấy Rối loạn tiền đình là bị đã hơn 10 năm rồi á. à Vâng, bị đau dây thần kinh trên sườn này, rồi à bị gai cột sống, gai ồ bốn đốt cột sống, bị trào ngược vị dạ dày. Mà cái trào ngược vị dạ dày là khi mà mình ăn vô mình toàn bị ói ngược trở ra, với lại không thở rồi rất là mệt. Rồi bị cả viêm nội tuyến cổ tử cung nữa, tới hơn 6 năm rồi. Nói chung là toàn những bệnh cũng rất là nhiều tiền và cái thời gian điều trị thì rất là lâu dài nhưng mà nó không có hiệu quả. Thì đang trong cái lúc mà đi tìm giải pháp á, thì mới gặp được bạn Triệu Tuấn, là bạn ấy làm cộng tác viên của cái dòng dinh dưỡng Wellness đó. Thì bạn mới giới thiệu với em về cái dòng dinh dưỡng này. Thì lúc đó chỉ với cái tâm lý là mình dùng nhiều rồi thì không biết là nó có hiệu quả không, cho nên là không có việc gì mà không dám thử. Cho nên là em thử thì lần đầu tiên đó là em chỉ sử dụng có một cái hộp viên này thôi, em chỉ dùng có mỗi cái hộp viên này thôi. Xong thì khi mà được khoảng nửa tháng á, là em không có cái cảm giác mệt và mất ngủ hay là chán ăn nữa. Rồi hết cái hộp viên này là tự dưng mình không có thấy cái cảm giác khó thở. Mà bác sĩ nói vậy nè, nếu như mà em nghỉ một ngày em không uống cái thuốc suy tuyến giáp á, mà em sẽ dẫn đến cái tình trạng khó thở. Và bác sĩ nói em rất là khó để mà có thể hồi phục lại cái tình trạng đó, nghĩa là phải theo rất là lâu dài. Thì thời gian đầu tức là không không uống cái thuốc tuyến giáp thì nó dạ khó vâng, thở hả? bác sĩ nói là ngày nào cũng phải uống, và nếu như không uống là sẽ không thở được. Mà sự thật là như vậy, nghĩa là em đã điều trị được khoảng 3 tháng cái suy tuyến giáp rồi. Thì ngày nào mà em còn chờ bảo hiểm á để mà đi lấy thuốc mà em không có thuốc là bắt đầu em không thở được, không thở từ sáng đến tối luôn, em không có thở được, em không có làm được một điều gì hết. Nhưng mà cái đặc điểm của cái thuốc suy tuyến giáp và cái thuốc biếu cổ nói chung á, là khi uống vào con người của mình nó rất là mệt, mệt kinh khủng luôn, không làm cái gì hết. Chính vì cái sức khỏe kém cho nên nhiều lúc nó dẫn đến cái tình cảm gia đình nó cũng bị sứt mẻ nữa. Tại vì bản thân mình là cái Suốt người ngày hỗ bệnh trợ mà phụ nữ, vâng, vừa tốn tiền mà không làm được cái gì lo cho chồng cho con á, cho nên là nó dẫn đến cái gia đình của mình nó không được yên ổn. Thì khi mà sử dụng cái như giống quan hết này này thì lúc nào cũng không có tiền đâu, sử dụng có một hộp đầu tiên thôi thì thấy là mình không bị mất ngủ, không bị chán ăn, không bị đau đầu, không bị khó thở, rồi thấy mình tinh thần thoải mái lắm. Thì bắt đầu là đến cái lần thứ hai em quyết định là em chốt luôn cả một bộ như vậy. Thì Một bộ là một bộ mấy là hộp? gồm có một à gồm có hai cái hộp tím như thế này, là À, cái hai hộp hộp dành cho viên. nữ đấy ạ. À. Vâng, thì mình phải trải nghiệm trên người mình trước. À, hai hộp viên Thì mấy cả? em chốt hai cái hộp viên này cộng với lại ba hộp vị sô cô la. Ba hộp Khi bột này đúng dạ không? ba hộp bột đó ạ. Thì khi mà em thấy em thích cái vị sô cô la hơn, cái này em muốn sô cô la, nhưng mà thực ra là cái vô sô cô la này cũng khó uống rồi, nó rất là ngon. Thì khi mà uống vô á thì da dẻ này, người này, bình thường người ta nói là nhìn mày như cái đứa sắp chết á, tại vì cái da nó sạm này, nó sần sùi, có là nó cái bị nói chung là yếu, nó nhợt nhạt. Thì bắt đầu là khi mà uống vô á là thấy cái da nó thay đổi hàng ngày luôn, nó sáng tươi, nó đẹp hơn rất là nhiều. Còn tất cả những cái loại bệnh ở trong người ấy, thì không còn cảm giác cái biểu hiện của nó. Thì bắt đầu em ngưng, em không uống thuốc gì nữa, em không uống một cái loại gì hết, và em chỉ có duy trì theo Wellness cho đến bây giờ. Thì sau 5 tháng á, nó có một cái quả cực kỳ là tuyệt Là vời. sau 5 tháng Dạ, uống 5 tháng
uống cả bột cả viên á. Dạ, uống đều đặn luôn. Chỉ có cái lần đầu tiên là uống mỗi cái viên này. Và khi thấy nó có hiệu quả thì bắt đầu cả uống cả bột cả viên. Thì theo đến bây giờ là 5 tháng thôi. Thực ra thì cũng không hết quá là nhiều tiền đâu. So với cái thời gian trước mà điều trị các loại bệnh á, thì không biết là đáng là bao nhiêu hết. Nhưng mà đổi lại cho một cái là em không phải uống một viên thuốc nào cho đến bây giờ. Và cũng không có uống tắc nữa. Chính vì vậy mà làm được rất là nhiều công việc trong gia đình. Có thể sinh hơn hẳn luôn. Có thể là một mình chăm được mấy con tầm, một mình làm được hết mọi việc luôn. Thì em cũng chỉ chia sẻ trên tất cả những cái gì mà em đã trải qua thôi. Chứ không có giống như là mình quảng cáo hay là mình làm cái gì hết. Tại vì đây là em đã trải nghiệm rồi. Thì em khuyên tất cả mọi người, đặc biệt là những người mà bị rối loạn tiền đình với bị suy tuyệt giác giống như em á, là mình đừng có quá nghe vào bác sĩ là mình thải phụ thuộc vào thuốc hay là mình thải theo thuốc suốt đời, mà mình lên trải nghiệm với cái dòng dinh dưỡng wellness này. Đặc biệt là với phụ nữ thì cái wellness viên này rất là tốt, cho nên là các bạn nên sử dụng nó để biết được cái hiệu quả của nó có thể thay đổi sức khỏe của mình và thay đổi cả cuộc sống của mình luôn. Thế hỏi Phượng một tí nhé. Tức là trước kia là bị bị suy tuyến giáp, rối loạn tiền đình, rồi cái gì nữa? Gai cột sống. Nói về gai cột sống là bây giờ làm việc nặng hoặc cúi đầu ngồi nó không có cảm giác đau gì hết. Từ lúc uống đến giờ luôn á, mà lúc trước Tết mà em có bị xe tông, thì khi mà đập cái cột sống xuống đá thì tưởng đâu là gãy cột sống rồi. Rồi đi chụp phim thì nó ra là gai bốn đốt nữa. Nhưng mà từ ngày đó nhờ uống qua nét là không có bị đau bao giờ hết á. Và không có ai biết là bị gai cột sống đâu. Mà bình thường người gai cột sống hoặc là người bị thoái hóa là người ta rất khổ sở trong cái việc cúi hoặc việc bê nặng. Hoặc có những người mà nó thường kéo xuống chân đó, nó chèn ra thần kinh, người bị sưng rất là ghê. Mẹ em cũng đã bị như vậy. Mẹ em là bị chèn dây thần kinh, không đi được. Và sau khi em trải nghiệm cái này thì em có giới thiệu cho mẹ. Mẹ mới uống được có 2 hộp này và 1 hộp bột. Nhưng mà mẹ là ăn được, ngủ được, không có bị mất ngủ triền miên. Và đặc biệt là mẹ không có bị thoái hóa cột sống hành nữa. Vâng, đi lại rất là tốt. Rồi đúng rồi. Rồi vậy còn cái trào ngược bao tử hả? Vâng, cái trào ngược dịch dạ dày này là trong cái hộp đầu tiên đó là nó đã mất luôn rồi ạ. Tức là uống một hộp viên thôi là khi đã không còn. Khi mà uống xong cái hộp viên đầu tiên là hầu như tất cả các triệu chứng của các loại bệnh nó không xuất hiện luôn á. Rồi. Đó là cái làm cho em tin tưởng mà em tiếp tục đi với cái dòng dinh dưỡng này để chăm sóc sức khỏe. Rồi. Thì thật ra cái này thì mình có kinh nghiệm nhiều lắm. Thế nhưng mà có cái là hôm nay thì thấy Phượng khác rất là nhiều. Khi mấy cái lần đầu gặp trẻ hơn nè, xinh hơn, da đẹp hơn. Thế nhưng mà này nè, để giải thích một chút cho mọi người, có nhiều người ta này hỏi nè, ủa thế sao có uống còn cái loại dinh dưỡng này thôi, nó là wellness biofilm mà nó lại giải quyết được nhiều việc như vậy á. Thì về cái biên bên mà chuyên môn thì mình cũng chia sẻ một tí. Tức là nếu mà thuốc thì nó không làm được vậy đâu Phượng. Nhưng mà cái nguyên nhân nó là thế này nè. Tức là cái này nó là dinh dưỡng cân bằng tự nhiên cho cơ thể á. Thì khi bổ sung vào cơ thể thì nó chỉ có một cái tác dụng rất là đơn giản, đó là bổ sung đầy đủ các yếu tố vi lượng cho cơ thể. Thì cái sức đề kháng nó nâng cao, hệ miễn dịch nâng cao, thì tự cơ thể của Phượng nó sẽ giải quyết các cái vấn đề đó thôi. Thế nên nó cũng rất là cái lý do rất là đơn giản. Thì đây nó không phải sản phẩm bình thường, nó là cái sản phẩm dinh dưỡng của châu Âu, chất lượng rất tốt. Chúc mừng Phượng nha. Rồi thì tốt quá. Vậy thì từ cái một cái sản phẩm tốt thì sẽ là một cái cơ hội kinh doanh tốt. Chúc Phượng nhanh thành công nha. Nhanh chóng có thu nhập 10 triệu nha. Rồi. Cảm ơn cô. Cảm ơn mọi người nhiều. Nghe chia sẻ.